Còn tại Trung Quốc, theo như những ghi nhận và cập nhật thì đợt mưa lớn đầu mùa tại tỉnh Phúc Kiến của nước này cũng đã khiến cho hai người Vâng thì xin lỗi dạ, hai tòa nhà bị vùi lấp và đã khiến cho 8 người thiệt mạng. Và mưa lớn cũng khiến cho nhiều tỉnh thành đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp đối phó với tình hình thiên tai. Theo giới chức của hạt Wuping, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 5 người đã bị thiệt mạng do bị vùi lấp tại một nhà máy, trong khi ba người khác tử vong trong một tòa chung cư bị sập. Mưa lớn kéo dài từ hôm thứ Năm, 26 tháng 5, đã khiến cho hạt Wuping bị ngập nặng. Lượng mưa cao nhất đo được lên tới 220ml trong 24 giờ. Mưa lớn cũng gây hư hại nhiều ruộng đồng, mất điện và khiến giao thông đình trệ. 9.700 người đã bị ảnh hưởng, trong đó có 1.600 người phải sơ tán. Ngày 27 tháng 5, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp kiểm soát đủ lục cấp độ 4 đối với tình trạng ngập lục ở một số con sông ở tỉnh Vân Nam và Tây Nam của nước này.